Rồi, ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm nay thì làm lại khẩu QBZ03 Pareto anh em ơi. Khẩu này thì nói chung là sấy đúng cái kiểu hên xui các bạn, sấy kiểu hên xui và bắn từ tắc tắc cũng khó lắm anh các bạn. Nên là khẩu này tốt nhất là anh em chơi thì anh em cứ rũ nhiệt tình đi. Trúng thì trúng, trả trúng thì thôi, không vấn đề gì hết các bạn. Rồi, ôi mít đất. Ghê ghê. Ghê. Mày làm sao? Mày làm sao? Mày định làm gì tao? Xin có nha. Ây à, trong xe B có luôn đấy. Ây ra. Nào. Ôi xôi ôi. Đạn mình đầy. Rồi, móc này. Ô cái gì đó bạn? Bạn định bẫy móc ai? Cháy đâu? Con lợn này. Mày xong với tao rồi. Mày xong với tao rồi. Bắt tao đúng không? Rồi, lúc nãy là còn một thằng ở trong hồi sinh. Mà cái gì mà đợi bom rơi nhà. Hình như thằng này núp nhà mình canh C4 hay sao anh em ạ? Theo những kịch bản thì hắn là những... đúng mẹ nó luôn. Ui rồi ui, may mà đấm vào sọ nó đấy, không là cút rồi. Hiệp đầu lại lần 4 lại như cái kịch bản cái video hôm trước đấy. Mẹ đầu xanh cuối phế à? Nhưng mà đâu có đâu mẹ. Map này nói chung là xui xui bị sniper bắt chứ gần làm gì có chuyện bữa đầu nhiều như trước đúng không? Rồi có flash, thế là nó đẩy đấy, nó đẩy đây, nó đẩy đây rồi. Cái gì đấy bạn? Ô, mẹ nó đẩy như kiểu nhà nó nhỉ? Láo thật ý. Không coi ai ra gì anh em ạ. Rồi, ui ôi, 5v1 này. Chết mẹ rồi, hết kill rồi, hết kill rồi, hết kill. Ây à, mẹ nó vừa ngóp lên nó cho quả bom 4 máu anh em ơi. Vãi cả cứt anh em ơi. Cho ta xin cuối coi. Thằng này AB hồi sinh rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Rồi xong luôn. À đâu. Nhưng mà quả nó ném của bom mẹ mình cũng đau đấy. Chỉ cần đi nhanh lên khoảng một bước nữa thôi là bay luôn đấy, chứ đừng có nói là ở nó vứt AK bom bit number gold này. Khẩu này chơi map này thì nó đục cho thì đúng ỉa là quần. Bọn nào biết chơi. Rồi nào chơi bẹo lệ, chơi bẹo lệ. Ô sấy này, ô sấy này mà headshot ở bên là tài này. Rồi, nghịch ngu vào cái kết. Mất mẹ nó nửa đời tình yêu rồi anh em ơi. Thôi để cho mấy thằng đội nó ép ép lên đi. Ôi nhà B đầy này. Nhà B đầy. Ôi nhà B đầy, nhà B đầy. Chơi bạn vậy. Ui đéo được rồi. Không trúng viên nào luôn các bạn. Quay cả cướp. Rồi sang D kìa. Rồi đi luôn. Chật ui dồi ôi. Hiệp này khả năng toang rồi. 2v4 em ơi. Hiệp này khả năng toang cao lắm. Có lại. Còn hai thanh niên Smith, một thanh niên AV cấp M. Khẩu này khẩu gì ta? Thiên sứ hả? Ừ, AV cấp M thiên sứ. Úi ôi, bắn cái gì đây? Một thằng này Barret cá mập. Barret cá mập skin. Rồi. Ai da được nhầy. Khẩu lục này delay nhìn khắm vãi. Rồi, hồi sinh kìa. Xong rồi đấy, xong rồi đấy. 10. Ôi giời, 10 que mà nó vẫn ăn được người kìa. Đúng là sniper thì một que nó vẫn làm nên thành tích anh em ạ. Rồi, 1v1 cố lên thanh niên. Hết giờ nha mày. Hết giờ nha. Nhặt vào tanker đây còn gì nữa. Ôi giời, ôi, cố lên, cố lên, cố lên. Hy vọng là nó sẽ làm được cái gì đó nó gọi là bứt phá lên một tí nhỉ. Rồi, bỏ sai bê luôn. Chuẩn man. Đặt bom. Chán đây. Rồi hồi sinh rồi đi luôn. Thế đặt bom cho nó gỡ thì bằng hòa. Nói chung là cũng khó, thanh niên yếu rồi. Một viên thì đi thôi, như thế là cố gắng rồi. Chỉ cho hai thằng như thế là quá cố gắng rồi. Không biết là có phải rùa hay không nhưng mà thế là một bầu trời cố gắng rồi anh em ạ. Rồi, đúng như kịch bản trước anh em ạ. Mẹ hiệp đầu là 4 mấy hiệp sau tịt ngòi mẹ luôn. Vãi thật. Yo, tin nào. Rồi, nào, mấy con lợn mày đẩy hẻm B. Chuyên gia không thằng đẩy hẻm B nha anh u. Bắn bỏ mẹ đi. Cái phát này không thấy gì nhỉ. Ồ, hay thật đấy. Cái hiệp mình canh hẻm B thì nó lại giấu đi. Ồ. Ngoài áo thật đấy. Làm quả sở mốc đẩy nước B là đẹp này. À con thẳng sao chỗ này con thẳng vừa thấy sao
Rồi táp nghe nó có nghe chừng có vẻ hơi chối các bạn. Táp cảm giác hơi yếu đuối. 5 vết 4 này. Rồi lên nước này. Không có. Từ từ nha. Bình tĩnh anh em ạ, bình tĩnh cứ hết sức. Ôi giời, bom rơi nhà. Vãi thật. Cái gì vậy? Nhà B có đây anh ạ. Ôi giời, hồi sinh có này. Hồi sinh mày mò lên đây là mày chết với tao. Mày mò đi. Nó lại chạy về rồi. À đây 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 đây. Bên trái này. Chơi mẹ em đi. Móc luôn này các bạn. Nó bên hồi sinh, nó bên hồi sinh. Đây cho bạn này. Ừ. Ôi dồi yếu. Ôi dồi, mẹ tí chết đi các bạn. Bắt bài ra như thế. Ôi dồi. Ôi trời ơi, thì theo nào nó có tăng. Có tăng ở trong. Hồi sinh à, trong sai B à xe. Ừ đúng rồi. Có thằng trong xe B thì đéo mà mình bắt thằng kia nó đéo ra nó quay đi nó mới ra nhỉ. Ôi giời ơi mẹ. Thế thì chịu ơi. Anh bắn như thế thì em đéo biết đường nào em đỡ anh ạ. Cái thế nhờ. Mẹ nó để mình thịt cái thằng hồi sinh xong rồi nó mới mò ra nó bắt mình ạ. Mình tưởng là clear rồi cơ. Vãi thật. Rồi. Muốn nhập đội phe anh em ơi. Vấn đề gì? Một thằng vỡ đầu. Ô cái gì đây? Cái gì đây? Chơi bẹo lên. Ây da 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 da. Anh ơi, ôi nước anh. Ôi dồi. Ôi giời ơi, sao nó để. Sao để nó lên tận nước thế này. Ôi giời ơi. Thằng này chắc chắn là đi hẻm A nhảy xuống anh em ạ. Chứ không thể nào đi cầu được, mình kê cầu mà. Vãi thật, mấy thanh niên này, mấy thanh niên sniper kia mà để nó nhảy nước nó móc bì ạ. Thế chịu rồi. Rồi đi. Ôi trời ơi, tem đã yếu lại còn 3-4 ông snip ạ. Bắn thì có ra cái gì đâu, khổ. Đúng cuộc tạ đời tôi. Rồi đi. Đấy, anh em xem nó bắn này. Đấy, rồi chết. Không được rồi. Chẳng nhẽ mình là móc ba red ra mình bắn nhỉ. Mình móc ba red ra cái gì mỗi hiệp mình phải la liếm được kill hay kill. Nhưng mà đang bắn khẩu này thôi. Cố gắng chơi hết trận này cậu. Ê, cú thế nhỏ. Nào chơi mẹ lê. Đứng đây canh móc nước bê nhỉ. Cầm tanker vào map này mà đẩy láo láo là snip tôi bắt ngay. Rồi cầu có này, lục cục này. Ừ lên đây con. Nó lên mình bò và mình bắt luôn nhỉ. Nào. Lên đây. Rồi ôi cho đồng đội mình nó cứ ngửa dần thế. Trên cầu này. Qua mẹ đây. À chạy à. Chạy đâu bạn. Yếu rồi chạy hả. Đâu nữa rồi. 4v2 nha bùi. Đâu bạn đang ở đâu. Bạn đang ở. Không chơi. Bên nó có thằng M4 vũ trụ nha. Rồi thằng cuối B xanh lét lẹt lẹt luôn. Xanh lét lẹt lẹt luôn. Ui dồi, nó có bom bật kìa. Quê thế nhỉ. Đâu nó chạy đâu. Nó thấy đâu luôn anh em ạ. Đây. Chơi mẹ lệ. Vỡ đâu. Yếu. Mình yếu. Nó còn nguyên. Ghê. Chơi mẹ lệ. Chảnh lét luôn anh em ạ. Đó chơi được. Mẹ khó. Quả mình xấy bừa tưởng là sẽ có viên đạn nó lạc nó bay vào đầu. Chứ mà đéo có. Kỳ tích đéo xảy ra rùa nó chỉ lần thôi. 3v1 không sao. Nó sẽ phải là người đặt bom ở bên mình đã hơn người mà. Vội làm gì ấy à flash này. Ghê. Một là mày bỏ bom, hai là mày chết với tao. Bên không thấy gì này. Cầu rồi. Không thấy gì luôn. Rồi ôi nó bỏ bom luôn hả. Ghê vậy bay. Chơi hèn. Dạ. Rõ ràng nó xanh lét lẹt mà chơi hèn. Trời không quân tử tí nào anh em ạ. Mình tanker chẳng lẽ mình đi mình lùa nó. Nó ngồi nhà nó kê rồi thì đỡ làm sao. Không chơi được. Cái thằng này chơi ấy lắm, chơi khôn lắm, cáo già lắm. Ê
đấy, nó thà giữ mạng chứ nó không lên cho anh em ăn. Khôn lắm anh em ạ, khôn lắm, khôn quắt người. Đứng đây làm đéo gì anh ơi, ra chỗ khác em nhờ cái. Mấy anh toàn bóp xé em thôi. Nước bê có kia, nước kia. Ôi ôi, nước, dốc sách này. Này loanh quanh chết này. Đúng rồi, ở đây nó lên. Mày là sao, em sao? Ô, có thằng nữa. Ôi, mày chết tao rồi. Mày xong với tao rồi, mày chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Mày bị mất. Ôi dồi ôi, có A chết kìa. Có A chết 1 tỷ thằng. Rồi, chứ 27. Nào, làm sao? Dí luôn. Nào. Từ từ, bình tĩnh. Hình như có thằng... Ôi, dính này. Viên nó chắc chắn dính luôn. Viên tâm đỏ rồi mà. Từ nha. Chửi nhạc đi, dí flat rồi. Ôi thằng yếu lắm luôn này. Nghe thế mà né được kìa. Ôi, vẫn còn. Ôi thôi, còn thằng nữa, thằng yếu. Trời mẹo đi. Ôi, làm 4 được không anh em? Mẹ. Nó phải thế chứ. Mẹ. Cục xúc lên ở chết với huynh ngay. Rồi, cố gắng chốt hiệp này rất là đẹp luôn này. Đừng để cho nó lên 4 là được. Mình lên 4 trước là ok rồi. Đừng để cho nó lên 4. Nó lên 4 là mệt đấy anh em ạ. Map này để lên 4 là ối dồi ôi đấy, hay luôn. Rồi, hòe luôn. Đừng có chết nhá các huynh ơi, chết đâu. Nước này. Đem mẹ em đây. Con nước nhưng mà nó lại chạy lên. À, mới đều đi. Cầu quá này. Bắt cầu trước này. Chạy đâu. Ô, cái gì đây. Ôi sao, thiếu mẹ nó luôn kìa. Thôi ăn cứt rồi. 2v2 anh em ơi. Đó, thế nhờ. Con xe ai là đặt bom này này. Mày đâu? Mày chỗ nào? Ui trời ơi, xanh lét. Ôi bố này còn treo nữa. Thua. Thế thì bố đều rồi anh em ạ. Ăn cướp rồi. Bố này bố treo rồi còn đâu. Nhiều kiểu gì ạ? À? Bố này giúp xanh bê treo mẹ rồi. Mấy anh kia nó cũng chả đi tìm luôn. À đây đây, chết rồi. Lại tưởng là không đi tìm. Lại tưởng có một kill free đợi hết giờ. Thằng này chắc chắn là có ai gọi này. Hoặc cái gì đó nó mới treo này. Chứ nó đang ngon lành mà. Sao tự nhiên treo làm gì đúng không? Thế là coi như là bên mình mất đi một thằng rồi đấy anh em ạ. Ăn cứt rồi đấy. Con này giúp so tí, giúp sai bê anh em ơi. Đéo còn tí nào. Nghe mùi toàn lắm. Nghe mùi toàn, có biết có làm ăn gì không? Nhà có vẻ khó lắm, khó khăn, chồng chất khó khăn anh em ạ. Rồi, có sờ mốc rồi, hẻm A chết kìa. Ăn cức rồi, A chết luôn rồi kìa. Thế giờ là 2v5 đấy, thằng kia nó treo rồi còn... Ăn cức rồi, thằng kia cố gắng câu kéo giết được 1-2 thằng là ngon. Ôi trời bố kia chưa... Hay luôn. Thằng kia yếu lắm rồi, hẻm B có 1 này. Dốc sách cả, vào đây con. Thằng này kiểu gì nữa, gì nó móng lốp hồi sinh đấy. Thằng cố này, ôi trời chết rồi, 1v4. Ôi giời, hay luôn. Mày, kê ai, mày định kê ai? Hóa ra là nó giết được cái thằng treo anh em ạ, hay luôn. Tiếp có thằng bay ta. Rồi, không sai. Trời ạ, ôi giời, hay luôn anh ơi. Được anh ơi. Ơ, bọc, chết, tội đồ. Ôi giời ơi. Quên bài anh em thông cảm. Cái chỗ đấy phải nhảy lùi nó mới dễ chứ nhảy ngược là cút cho anh em ạ. Nhảy ngược lúc nãy là 2 phát thôi là bom nổ là ăn cướp đấy. Đồng đội nó chửi cho sầm lờ đấy. Do vậy rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, quên cho mình 1 like 1 subscribe. Nhớ một chút nữa vào clip mới nhất mình nhé.